Anh bảo là thế hôm nào mình gặp nhé, thì em bảo là hôm nào là hôm nào, anh cho em một ngày cụ thể đi, em nhắn là hôm trong nào tuần này thì em đó rảnh ngày này thì mình có thể gặp cũng được. thì có một cái nút thắt là đợt đấy là vợ em bị đau bụng dữ dội phải đi khám, thì là vợ em bị phát hiện ra là bị đa nang buồng trứng. Thế là bác sĩ nói thẳng luôn là Khó có không con. có khó chứ khó khó rất là khó có khó con. con. Khi nào mà muốn có con á thì đi làm điều chỉnh các thứ. Phải có thể sự can thiệp của bác Dạ. sĩ. Vâng. Còn lại là không thể có con được. Đó rất là khó. Vậy. Chàng trai cũng Nhật Bổn luôn. Nó mới Dạ. cặp mắt kính mà nó tròn xoe như vậy Việt nè. Nam hết. Rồi đó. Thôi chào hai bạn. Dạ. Chào anh chị. Đầu tiên thì xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Minh, thì hiện tại em đang làm marketing manager của một công ty du lịch. Dạ. Nhưng mà mùa này bắt đầu là mừng ăn được rồi đúng không? Dạ, du đang lịch. Chạy deadline các thứ rồi đó. Đó, du lịch bắt đầu nghĩa là ngon lành lắm. Ngon lành rồi. Ngon lành lắm. Mà Minh thì quận mấy? Dạ bọn em thì không, bọn em đang ở thuê ở nhà ở quận nhất ạ. Rồi xin mời cô gái nhỏ nhỏ bé. Dạ em chào anh chị, em tên là Khánh Hà, em đang làm người mẫu ảnh, diễn viên quảng cáo ạ. Và em là mẹ của em bé bánh dày. Bánh dày 9 tháng tuổi. Dạ. Bánh dày. Dạ. Trời ơi dễ thương hả? Như vậy là chút là lúc ngén á chắc thèm bánh dày đúng không? Ôi sao anh biết hay quá. Vậy hả, lúc tôi thèm bánh dày vậy đó. Dạ, là vợ em là thai kỳ của em là kiểu nó nhẹ nhàng hơn mọi người khác, là không có ngén gì mấy, nhưng mà chỉ ngén được một món duy nhất là món bánh dày thôi. Dạ đúng rồi, là ăn là cứ sáng nào là em cũng xách xe chạy lên ngay cái cửa Bùi Viện, có cái cửa hàng là cứ mua hai cặp bánh dày về cho vợ ăn. Tôi thích ăn bánh dày hay là ăn cái chả để kẹp với cái bánh dày? Em thích ăn cái bánh dày, cái mà vị tinh bột của bánh dày. Rồi bây giờ quay ngược thời gian, hai đứa làm sao mà gặp nhau, cơ duyên nào hội ngộ nhau, và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng gì về nhau? Anh Minh là chồng em thì là người mà có tiếp cận với em trước, chắc là khoảng tầm 3-4 năm trước nhỉ? 4 năm trước. Là vợ em là kiểu người mẫu có hoạt trên động trên xã hội ạ. Thì là em có biết cái tài khoản đó rồi, là em thấy bạn dễ thương nên là mình cũng có tìm hiểu, có gọi là có follow, friend, friend các thứ, nhưng mà không được phản hồi. Thì cái đợt đấy là năm 2017, em lúc đó em làm agency, người ta có một cái list khách kiểu người mẫu để mà book cho cái chiến dịch đó. Thì em thấy tên bạn này. Chính là cái bạn mà mình hồi đó mình có follow, mình có add friend mà người ta không trả lời mình nè. Bây giờ book bạn đó cho mà biết, làm việc qua lại trong cái group chat công việc với nhau á, thì mình cũng tự tin là bây giờ mình đã có nói chuyện rồi, cũng không phải là người xa lạ nữa, thì mình add friend tiếp thì cũng không accept. Cái group chat chấp nhận thì cũng chat với nhau bình thường. Vâng. Nhưng mà bên đây thì nhắn tin thì không trả lời. Nghe nào rất là rõ ràng. Dạ, dạ, công việc là công việc rồi, còn cái này là chắc chắn là anh mà nhắn tin cho tôi là chuyện riêng tư rồi. Em chỉ đang tập trung vào cái công việc này thôi ạ. Đi 3-4 tháng sau là xong cái chiến dịch đó, mọi thứ xong xuôi hết rồi á, thì tự nhiên em thấy bài post của bạn này, tại vì mình theo dõi mà cho nên nó sẽ hiện bài post lên. Thì em nói thì ra là vẫn chưa accept mình. Em kêu là thôi cho một cơ hội cuối, em lại gửi lời mời kết bạn lại lần nữa. Thì tự nhiên ngay lập tức luôn là kiểu mới bấm kết bạn cái là ngay lập tức lại accept, xác nhận. Mà thậm chí là còn nhảy vô chat với em luôn. Là hello ai đó. Lúc đấy tự nhiên bình thường thì em cũng ít lên Facebook và em check xem là ai add friend mình á. Thế là hôm đấy tự nhiên thế nào lại hứng lên, nên là bảo chắc là hôm nay xem là một ngày đẹp trời mình có nên xem ai kết bạn với mình không, mình cũng tò mò. Không, mình nhìn mà là người này trông vừa quen mà lại vừa lạ, mà lại ở Sài Gòn, mà đợt đấy thì em đang hoạt động ở Hà Nội ạ, sống và làm việc ở Hà Nội, thế là kiểu mình thấy rất là bất ngờ và cũng lạ. Thế là mình xem và nhắn tin hỏi xem là hình như là mình đã gặp nhau ở đâu rồi đó, thì em muốn double check lại xem là có đúng không. Rồi bao lâu thì các bạn mới gặp lại nhau? Em là người chủ động tìm hiểu, làm quen, như bạn này là accept, cũng là người accept. Nhắn tin trước cũng là người nhắn tin trước. Rồi hẹn hò đi trước, chơi trước đầu tiên là cũng là bạn này. Hôm đấy thì anh ấy bảo là thế em ở đâu, em ở Hà Nội, em Sài Gòn. Em bảo là em có làm việc qua lại giữa bên Sài Gòn và Hà Nội, mà em đang ở Sài Gòn này. Anh bảo là thế hôm nào mình gặp nhé. Thì em bảo là hôm nào là hôm nào, anh cho em một ngày cụ thể đi. Em nhắn là hôm nào trong tuần này thì em rảnh ngày này thì mình có thể gặp cũng được. Em nhớ là bạn em ghi luôn là thứ bảy này, 7 giờ. Tại vì 9 giờ tối là bảo em bay đi Hà Nội. Trời ơi. Nên là bọn em kêu là hẹn luôn 7 giờ. Đi được đi. Đó là em ok. Cái buổi hẹn đầu tiên á thì nó chớp nhoáng mà nó cũng có nhiều kỷ niệm. Em thì là em lại thuộc dạng là không bia rượu, không thuốc lá. Nói chung là không có mấy cái đấy. Thì đợt đấy là hẹn nhau đi một cái quán ăn, thì em mới nói là em là người Hà Nội mà nên là em thích ăn cái gì thì em chọn, thì anh sẽ cho em đi. Thì hôm đó bạn ấy nhắn em là anh hay là mình đi quán Nông Chạy Khoai. Đấy là quán mà em hay với cả bạn bè thân thiết ấy, quán rất là hay tới. Cô này quán rượu đến để chúc mừng sinh nhật này, đến để đi nhậu này, đến để nói chuyện vui thôi, cũng hẹn là hết. Thế là em cũng không có vàng nữa này, kiểu lạ quá, đó giờ chưa bao giờ hẹn mấy người như vậy. Rồi sau đó vô bàn. Anh ấy uống soda hay là anh soda? Soda thì gọi gì? Em còn bia. Rồi. Đúng rồi, cũng hơi kỳ kỳ nữa. Hai thế giới. Thế là em nghĩ là thôi hay là mình rủ anh ấy đến nhầm chỗ.
Vì anh không uống bia mà đó là quán bia luôn. Nhưng mà được cái là em ăn đồ nhậu ngon lắm. Mấy đồ nhậu là em ngồi là cây đũa vàng luôn. Cho nên là thật ra là cũng cái cuộc hẹn á dễ thương. Nói chung là một cuộc hẹn rất là thú vị. Rồi lần thứ hai gặp nhau ở đâu? Em đi ra ngoài Hà Nội thì em quên mất một cái đồ ở Sài Gòn. Nếu mà ai đi về Hà Nội thì mang hộ. Thì anh này lại có việc về Hà Nội. Em có dự định ra Hà Nội để ăn đám cưới. Nhưng mà em cũng đang kiểu lân chừng không biết là mình gửi tiền thôi, gửi phong bì thôi hay là đi. Thấy cái status của cô này cái là nhắn tin cho em ơi anh cuối tuần ra Hà Nội nè. Xong cái là em book vé máy bay em ra là cũng rất là thích cô này. Rồi lần thứ hai gặp lại thì sao? Thấy nó có khác gì không? Lần thứ hai gặp lại thì lúc đấy là vào mùa đông Hà Nội à? Mùa đông. Trời đang se se lạnh ạ. Thì em có rủ anh ấy đi chơi chèo thuyền. Em mong là anh ấy sẽ thích. Thì anh này chèo thuyền hăng lắm ạ. Nhưng mà tua lại trước một xíu cái vụ chèo thuyền đó là ban đầu là tụi em chỉ là hẹn hò đi ăn trưa uống cà phê là đơn giản là đưa đồ rồi thôi. Thì là ráng ra Hà Nội ăn cưới thì hẹn bạn này lúc 12 giờ trưa đi ăn rồi uống cà phê. Thì hẹn đến khoảng 3 giờ là em có cuộc hẹn khác. Rồi em độc thân mà cho nên là em nhiều cuộc hẹn lắm mà xong pha ra. Lúc 3 giờ thì em cũng có một cuộc hẹn khác. Thì là 3 giờ bạn gái này cũng có một cuộc hẹn khác. Thế là không nói không rằng gì hết, cả hai đứa đều cầm điện thoại lên nhắn tin cho cái người kia là anh ơi hay là bạn ơi mình có việc đột xuất mình không có đi được cái 3 giờ đợt này. Hai đối tác lúc 3 giờ đó đều bị cancel một lúc đó. Giống nhau rồi đúng không? Yeah. Khoảng tầm lần hẹn thứ 5 thứ 6 ạ. Lúc đấy là anh ấy bắt đầu thể hiện thái độ là nếu mà em thái độ em ngồi sau xe anh ấy mà em không ôm anh ấy thì anh sẽ không đi. Lúc đấy bắt đầu mối quan hệ nó bắt đầu em nghĩ là chắc là tỏ tình rồi là tỏ tình thông qua cái cử chỉ đó vậy. Em hơi xến một tí cho nên là kiểu đó. Ngay từ đầu hai đứa gặp nhau thấy khác nhau quá nhiều rồi. Nên là cái việc khác nhau đấy làm cho hai người cùng muốn tìm hiểu đối phương nhiều hơn. Thì em cũng thể hiện với anh ấy luôn là bản thân em như này như kia. Và thực sự là có những cái em khác anh. Cái cá tính em như thế này. Em cũng không trau chuốt được nhiều. Em cũng thế này thế kia, em cũng thẳng thắn. Và em cũng nóng tính nữa. Em là cái quãng đường là từ tháng 12 em gặp nhau nè. Đến tháng... Năm sau là đến tháng 7. Đến tháng 7 là em cầu hôn. Cầu hôn. Nhưng mà bọn em cũng kiểu cũng cực cười chứ không có đồng ý kiểu chính thức á chị hiểu không? Vậy. Em có một cái may mắn từ nhỏ đến lớn á là em biết em muốn cái gì trong cuộc đời em. Cái niềm tin của em là em muốn cưới bạn này vì bạn này là bọn em là rất là rõ ràng. Thì là em cũng hiên cái chuyện đó là năm sau cưới em. Thì bạn này cứ cười tại vì bạn này rất là trẻ. Thì có một cái nút thắt là đợt đấy là vợ em bị đau bụng dữ dội phải đi khám thì là vợ em bị phát hiện ra là bị đa nang buồng trứng. Thế là bác sĩ nói thẳng luôn là khó có con. Không có khó chứ. Khi nào mà muốn có con á thì đi làm điều chỉnh các thứ. Phải có thể sự can thiệp của bác sĩ. Vâng ạ. Còn lại là không thể có con được. Đó rất là khó. Em là một người rất thích có gia đình, em muốn có con. Em cũng rất là suy nghĩ về chuyện đó, em suy nghĩ khoảng 2 3 4 5 6 ngày em không nói với vợ em chuyện đó thì em cứ suy nghĩ thôi. Thì khi mà em suy nghĩ xong rồi thì em nói với vợ em là một cái mà anh không đồng ý với lại phim Hàn Quốc. Là phim Hàn Quốc nó hay có cái kiểu là mẹ bị thương xong đẻ con xong cái phải bác sĩ hỏi là giữ đứa con hay là giữ mẹ kiểu vậy sẽ có cái câu hỏi đó thì em thấy cái câu hỏi đó rất là vô lý. Tại vì đứa con nó thật ra là nó cũng chưa chào đời, nó cũng mình cũng không biết nó là ai, mình chưa tiếp xúc với nó ngày nào hết. Và vợ mình là cái người mình yêu, vợ mình sẽ là cái người mình sống cả đời với, thì không có việc gì mà anh phải đắn đo lựa chọn là chọn con hay chọn em hết, là 100% anh sẽ chọn em. Thì vợ em cũng kể lại với mẹ vợ em hay sao, hai mẹ con cũng khóc lóc với nhau chuyện đó là như thế. Bây giờ kể cho anh nghe coi, bây giờ không biết coi như là sao, anh ấy có tật xấu gì không? Thực ra là lúc mà mới yêu nhau thì đã nhận ra tật xấu rồi, tức là lơ đánh, hay quên. Thế là em thì luôn luôn phải người kiểu đến để nhớ hộ anh ấy cái vấn đề đó. Khi mà anh quên thì mình lại tìm giúp hộ cho. Cái thứ hai là anh ấy cũng gọi là thích giải thích nhiều, là nói nhiều. Thì em mong muốn anh thay đổi gì nói luôn này. Thực ra thì em rất là mong muốn, em không nghĩ là anh có thể thay đổi được, nhưng anh có thể giảm bớt đi là anh có thể đỡ quên hơn và tập trung làm một cái gì đấy nó chỉnh chu hơn một tí. Có thể là anh giải thích với em ít hơn, bởi vì em tin là em là một người lắng nghe khá là giỏi, nên là khi mà anh nói một vấn đề thì em có thể hiểu luôn. Tìm chìa khóa rồi đấy. Chìa khóa là đúng rồi đấy. Rồi bây giờ tới phiên của em đó. Mình chỉ một cái duy nhất thôi là em nóng tính thôi. Đó là vợ em từ lúc em gặp ngày đầu tiên đến tận bây giờ nó là như nhau. Em cũng như vậy, em cũng không muốn vợ em thay đổi đó, tại vì em biết là em muốn không thay đổi được. Cái em thay đổi là em thay đổi bản thân em trước. Mình biết cái tính vợ mình như thế, nên là những cái lời nói lúc nóng giận nó không có nghĩa như vậy đâu, chỉ là vì nóng giận nên là nó như thế thôi. Thì mình bớt buồn đi một chút. Thì em chỉ mong vợ em nếu mà thấy em hay quên thì cũng vẫn bực mình, vẫn nói em, nhưng mà cũng nghĩ là do là chồng mình nói như thế thì cũng đỡ thấy khó chịu cái chuyện đó một chút. Cũng là châm trước giùm. Dạ đúng, châm trước giùm. Theo anh được biết là hình như là hôm nay là Minh đến với chương trình có một cái bí mật gì đó muốn tặng vợ đúng không? Hồi lúc mà bọn em đám cưới
thì bọn em, cái đám cưới của bọn em là bọn em làm, tự làm hết mọi thứ. Thì trong cái đám cưới đó, vợ em có một cái yêu cầu duy nhất là vợ em muốn nhảy một cái bài hát. Nhảy một cái bài hát đó là vợ em rất là thích. Thì bài đó nó khoảng một phút. Và đến ngày đám cưới có nhảy được không? Đến ngày đám cưới có nhảy được, nhưng mà nhảy được đúng 10 giây cái là tụi em cụp cái là xuống luôn. Lý do? Nhảy được 10 giây rồi mọi người đang vỗ tay rồi, thì một cái nhạc đó kết thúc, chương trình MC chương trình đi lên cái là kết thúc chương trình. Ơi, dạ đúng rồi, hết luôn rồi đó. Thế là bọn em kiểu bọn em bắt đầu bọn em cọc, là bọn em nóng tính mà. Thế là bọn em quay qua. Sao vậy anh? Kiểu, để anh xuống xử lý cái thằng kia, là em cứ đinh ninh là bên ở dưới nó làm sai chuyện gì đó. Em xuống em xử liền. Thế là em nhìn vô một cái là em thấy em cắt nhạc sai. Em lỗi em là em nghĩ sai. Là em lỗi. Là cái tật xấu đầu tiên đấy. Đó là đỉnh đó, là trong cái đó. Quên cái quan trọng cũng quan trọng đấy. Thế rồi hôm nay sao? Trong hôm đó là em nói với vợ em, thôi vợ cái này lỗi của anh, cho nên là anh xin lỗi vợ, nên là để hôm nào anh bù cho vợ chuyện đó. Thì ngày hôm nay em xin phép chương trình cho em bù cho vợ em cái đó. Cắt nhạc đúng chưa? Dạ chắc là mong là cắt đúng rồi. Lên nói xong nhảy luôn nhá. Vợ vô. Vợ đây em, vợ em. Vợ tôi. Lại quậy quá. Đây rồi, hay quá. Thấy hai đứa em nhảy rất là đáng yêu. Ôm nhau cái coi nào. Rồi. Trời ơi chú rể, tôi nhìn chú rể ra là tôi biết nhà của hai vợ chồng này cái bóng đèn không bao giờ dơ. Đứng con gió cái lòng lấy được bóng đèn. À, cao quá, em cao mấy em? Dạ, em cao 82 anh. Ồ, thì tôi thấp hơn em có mấy tấc. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Hồng Ngọc, năm nay em 27 tuổi, đang làm công ty ở công ty tài chính ạ. Công ty tài chính? Dạ đúng rồi, Hồng Ngọc. Mấy người tên Hồng ai dễ thương. Dạ. Hồng Vân, Hồng Ngọc. Ông Đào. Hồng Đào. Hồng Thuận. Chặt xíu với Hồng Thuận á. Có mà. Hồng Thuận đó là tác giả của bài hát Ngày mai tôi sẽ lấy vợ rồi. Rồi. Mời chú Lệ. Dạ em chào chị Vân, chào anh Quốc Thuận và chào anh chị ở trường quay. Thì em tên Sang. Dạ em thì năm nay 26 tuổi, nhỏ hơn vợ em 1 tuổi. Em thì đang làm nhân viên ngân hàng. Ồ, hôm nay hai cặp vợ chồng. Hai anh chồng đều nhỏ hơn vợ mình 1 tuổi. Dạ. Rồi hai em, cái lần đầu hai em gặp nhau là như thế nào? Lần đầu tiên á là do em với vợ em làm chung một công ty. Ấn tượng đầu tiên của em về vợ nó cũng mắc cười lắm. Em thấy cái bà này á, cái người này nhỏ nhắn có xíu à, mà cái môi đỏ chót, mà lúc nào cũng ý kiến hết trơn á. Trong buổi họp á, quản lý người ta nói chuyện ai cũng im lặng, có mình bảo anh ơi cho em ý kiến, anh ơi cái này sao kỳ anh ơi cho em ý kiến. Thì bà làm từ đầu tới cuối luôn. Từ đầu cuối là bà ý kiến không vậy? Ý kiến không mà. Mình nói mẹ này đã cái môi đỏ rồi sao cứ nói hoài. Đã cái môi đỏ. Nó nghe nè, cái môi đó là cái màu đó nó giống như màu hôm nay không? Không, màu đỏ tươi á. Đỏ tươi luôn hả? Còn hôm nay là đỏ gì? Đỏ cam. Đỏ cam. Này đỏ xém tươi. Rồi. Vậy đó, còn em ấn tượng gì với anh lâu, gọi là lâu bóng đèn này không? Dạ. Lúc mà hai chồng làm công ty chung á, thì em là vô trước. Xong rồi em làm được 2 tháng á, thì chồng em mới vô. Lúc đó thì em cũng không ấn tượng gì lắm, tại vì lúc đó em cũng có bồ rồi. Em có bạn trai này em cũng không để ý lắm. Nhưng mà trong công ty á, ông này cao quá. Xong rồi có gửi mail, gửi hình qua cho coi á, cho tất cả công ty coi luôn. Thì em cũng coi thôi, chứ mình cũng không có để ý gì hết. Là ấn tượng chỉ là anh này cao quá và dạ, mọi người xì xào về cái chiều cao của anh. Đúng rồi, vậy thôi. Rồi thì làm sao mà cua nhau? Ai cua dạ, ai? Thật ra là em chú ý tới bạn nhiều hơn. Do là lúc đó cũng không có để ý đến ngoại hình của cổ lắm. Tại vì mình cũng không có thuộc dạng mê gái. Mình chỉ hơi hấp sắc thôi. Bạn đó thì công ty em tổ chức cái New Year Party với anh chị. Thì lúc đó chị cũng có tham gia. Nhưng mà lúc đó hôm đó công nhận là chị xinh thiệt. Thì không biết sao mà nhìn chị bị sét đánh luôn. Cái mình nghĩ thầm trong bụng, đấy, con này xinh quá, chắc chắn ngọc sau này phải là của mình. Trời ơi. Mà lúc đó chưa có nói chuyện với nhau nhiều mà tự suy nghĩ vậy á. Rồi lúc đó nó bị sét đánh ngang tay. Lúc đó là cổ đang làm gì mà em lại phát hiện ra là cổ đẹp? Dạ tại vì cổ đi tiệc á, rồi cổ cũng sửa sang lại nhìn nó cũng đẹp. Trời, sửa sang lại thấy ghê quá. Sửa soạn chứ sửa sang. Tại vì á, bình thường chị không có trang điểm, có makeup gì hết trơn. Anh chị có quánh cái môi đỏ chót rồi đi. Còn cái bữa sau là có trang điểm?
Dạ, cũng không có trang điểm nhưng mà cũng diện đồ cũng dễ thương. Diện đồ lên. Dạ. Rồi có chủ động tới cua không? Dạ, không có cần chủ động đâu, là bà nắm đầu em lại. Nắm đầu lại? Nắm đầu lại kêu Sang chụp cho Ngọc cái tấm hình nha Sang. Mà từ mấy tấm của bà là tới mấy lần. Ồ, chụp hoài chụp cũng cháy mấy. Tại em khó chụp hình đó. Chắc anh nghĩ là trong cái lúc chụp hình là em phát hiện ra được cô này quá đẹp đúng không? Dạ đúng rồi, lúc mình chụp mình làm phó nháy là mình phát hiện nha, cổ rồi có xinh quá. Mình mới nghĩ trong đầu là cô này Ngọc và sau này phải là của mình. Của mình nữa? Dạ. Đó. Khẳng định đi luôn hả? Nhưng mà lúc đó chưa có gì với nhau hết trơn mà dám nghĩ như vậy. Trời ơi. Mà không biết sao, sau cái ngày bạc tây đó em đi làm bình thường lại em quên. Đã quên bả luôn. Không có liên lạc, không có nói chuyện gì với nhau luôn. Rồi bao lâu hai bạn mới chính thức là có thể là gặp nhau rồi hẹn hò? Dạ xong rồi khi hai đứa là chỗ công ty đó, cái họ tính nhau đi chơi chung này nọ, ăn uống. Tại vì lúc đó, lúc mà cái đi bạc tây á là em đang thất tình, là em chia tay bạn trai. Cái đi từ từ cái hai người rất là hợp. Ăn uống đi xem phim rất là hợp nhau. Nhưng mà ai là người chủ động tỏ tình? Em chủ động hốt bé. Đằng đó cũng có cái trùng hợp là hai vợ chồng đều thích chơi bia. Lúc đó là mê quá là không chịu nổi, là suy nghĩ trong đầu là thôi hung đại cái làm liều. Liều nhiều. Cái mình tính là mình làm tính hung cái bà biết sao bánh né. Đó, rồi đằng sau mình mới lấy can đảm mình tỏ tình luôn. Đó là tỏ tình trong bàn bia luôn. Không, dạ không, bữa sau ra biển tỏ tình. Ra biển? Dạ. Ra biển luôn. Mà đi đâu mà nè nè. Không, mà đi biển hả? Tối đó nhắn tin rồi. Ừ. Mà hai đứa đi biển mà đi có ai nữa không? Dạ không. Hả? Ở bà kè. Hai đứa đi biển luôn hả? Ở bà kè bà trước á. Em hỏi gì nè, hỏi luôn đi. Ý là chị đi làm về á, chị đi làm về đi ăn á, xong rồi chở đi ăn, xong rồi đi dòng biển chơi vậy đó. Tụi em ở đâu? Dạ Vũng Tàu. Anh Bin đó là anh nghĩ sao? Em là anh nghĩ là tụi em ở Sài Gòn, xong rồi đi biển. Đã có hai đứa xong ở chung khách sạn. Dạ không, không có. Cái kia là anh tò mò như vậy đó. Trời đất ơi. Lo cho em thôi, tôi lo cho em. Nhìn cái bản mặt là biết rồi, mặt trận ngược lên hết người nó ngủ luôn. Rồi. Hai chồng đào Vũng Tàu luôn. Chuyện ra biển thì chị ra biển rồi. Tỏ tình sao? Tỏ tình sao? Mình nói là Ngọc ơi, vậy bây giờ mình quen nhau nha. Mình đóng phim dài tập. Đóng phim dài tập. Rồi sao rồi Ngọc sao? Tại vì lúc đó em cũng thích vẻ. Xong rồi em đồng ý. Sau đó có đóng phim dài tập không? Dạ đóng phim tới giờ. Phim thể loại gì? Dạ thể loại tình cảm lãng mạn, pha chút hành động bạo lực. Mà có hài hước không? Dạ cũng có. Có vui không? Dạ vui anh. Mày hỏi gì nè, sau bao lâu ở cái chỗ mà bờ biển đó đó? Dạ. Thì là tụi em làm đám cưới với nhau? Dạ 2 năm 3 tháng ạ. Ủa tụi em cưới bao lâu rồi? Dạ tụi em cưới được 1 năm 3 tháng. Mới cưới. Vậy thì về ở chung nhà với nhau thì có hiểu nhau hết luôn? Và thậm chí là có những cái tật xấu gì lòi nào? Dạ thì thật ra cũng hiểu nhau quá rồi. Tài chính tính cổ cũng thật thà lắm. Có như là mình hiểu hết mà không ngờ cưới về còn lòi ra thêm. Tính chị hay ghen lắm. Kiểu như là em đi làm á, mà em hay nhắn tin hay là em gặp gỡ bạn nào mà là phái nữ á, là cổ phải biết cho bằng được là quan hệ như thế nào, nó tin gì và Facebook sao để lên xin mặt coi nó xinh hay không. Đó là cổ ghen lắm. Rồi đi đâu em phải báo cáo chị hết trơn á. Xong rồi sau này cưới về á là vợ em chuyển cái sự ghen đó sang một cái level khác nữa. Đó là nâng lên hay là thêm một cái level kinh khủng hơn. Level kinh khủng hả? Lần đó hai chồng đang nằm ngủ chung, tự nhiên chỉ quay qua chỉ thổi một cái đùng. Trời, làm gì quay mà sao quýnh tôi dữ vậy? Cái tôi nằm mơ thấy ông đi với con nào. Trời ơi. Em bị mấy lần luôn á. Mà đang ngủ mà đang ngủ, bà thổi ông cái trời em hết hồn luôn. Ông hết hồn luôn. Mà đó là tập phim kinh dị. Là tập phim tình cảm nó khác. Đang ngủ cái tự quay qua thấy bà khóc thúc thích. Hỏi gì em? Em nằm mơ anh thấy anh đi với con nào nữa. Tức là cái ghen tuông nó rơi vào một mộng mị luôn á. Cái này gọi là nó đi từ thế giới thật vô thế giới ảo. Cái này là mộng ghen. Nhưng mà bình thường mình thức á, mình nghĩ cái gì thì tối là ngủ lại cái đó đó. Tức là chắc có lẽ là ban ngày chắc em cũng canh me ông này dữ lắm. Không có, có nghĩa là em đã từng bị rồi hay sao mà em bị có nghĩa là trước khi cưới á, là chồng của em á là làm trong công ty á. Là xong rồi đợt đó là em kêu là anh ơi hai mình đi ăn đi. Thì chồng em mới nói là thôi anh mệt quá, để anh về có gì bữa nào đi ăn sau. Thì em nghĩ vậy thì thôi. Cái em đi ăn với bạn của em. Cái trên đường đi em gặp bé chở cái chị đồng nghiệp đó là chung công ty với em luôn. Cái chị đó hơn em 2 tuổi. Cái xong em hết hồn. Nó nói ủa sao kỳ vậy? Sao lúc mình kêu đi thì không đi, mà tại tự nhiên cái lại chở cái người đó đi. Thì em thấy em không thích. Em chạy xe, em chạy thẳng lên luôn. Em hỏi ủa Sang Niên về nhà Sang ăn cơm đó hả? Ý là em tức em nói vậy á, em nói em móc á. Cái xong em chạy bực em chạy đi luôn. Cái ý là em giận á. Nó có lý do gì không? Dạ hay có. Thật ra lúc mà vợ em vũ đi ăn á là em cũng mệt thiệt, em không có ăn tính về nhà ăn cơm.
mà vô tình trên đường đang đi thì cái chị đồng nghiệp đó chị gọi chị rủ đi ăn, tại em có một số việc cần bàn với chị, mới nói là thôi vậy chị em đi ăn đi, sẵn em có một số việc em muốn bàn với chị. Nó xui sao mà hai chị em đang loan toan đi kiếm quán thì bị vợ em phát hiện. Mà thiệt vậy không? Dạ đúng rồi. Mà thiệt là bạn công việc không? Thiệt vậy không? Hay là thích người lớn hơn 3 tuổi? Dạ thiệt. Hôm nào cũng vậy á. Tới giờ nó tại em dở lúc đó chứ em này kia nọ. Trời cái đó dễ quá mà. Miệng lưỡi mà. Nhắn tin nó em ơi anh đi có đúng công rồi. Việc làm ăn đồ, kiếm tiền đồ. Ừ thì có sao đâu. Dạ chắc tại vì một phần cũng do công việc của em thì em hay ra ngoài gặp khách hàng nhiều á. Nhiều khi em nói là em ơi anh nấu ăn cơm anh đi gặp khách hàng khiến cho bà nghi nghi. Rồi tật xấu của anh ấy. Dạ tật xấu của chồng em hả, mỗi lần mà em nhờ làm gì là hay hẹn, không có làm liền. Từ mà em không thích, em thích là ví dụ như em nhờ làm gì là phải làm liền cho em. Chứ mà hẹn là em ghét lắm. Thường hẹn thì nó đi đôi với hứa lèo. Đúng rồi, hứa lèo đó. Đó tổng cộng lại là họ hứa đó. Dạ đúng rồi, với lại mê chơi game lắm. Mê chơi game mất mà hả 12 giờ vợ kêu đi ngủ rồi nha, bị mà hả cái bất định 3 giờ dậy mở laptop lên coi thử game chạy sao rồi, trời ơi em hết hồn luôn. Cái em nói cho, trời ông hay quá ha, giờ này 3 giờ sáng mà ông còn mở game chơi. Trời ơi, cái em tức lên chửi. Xong rồi em nói là bây giờ mà chơi game nữa rồi bỏ đi luôn á. Cái là sợ từ từ sau này là không dám chơi. Giờ bớt chưa? Bớt chưa? Bớt rồi, bây giờ em đăng quá là bớt rồi. Được khi chơi 2 sáng. Dạ đúng rồi, em không nói là chơi ghê lắm. Chơi tới sáng luôn. Còn gì nữa không? Nói chung là hay giấu em, chưa có chia sẻ với em nhiều lắm. Giấu về cái vấn đề gì? Về vấn đề công việc, chắc tại chồng mẹ không, em buồn á, lo lắng nhiều nên là chồng giấu. Nhưng mà em nghĩ đã là vợ chồng với nhau thì khó khăn gì thì nên chia sẻ với nhau để hai chồng cùng bàn bạc để quý với nhau thì tốt hơn. Còn về tiền bạc thì sao? Có cái đợt này gây cứng lắm, anh kể đi. Dạ tại vợ em chi tiền rất là kỹ nên là em tin tưởng giao hết là cho vợ em giữ. Đấy nó cũng nhẹ người, tại có người giữ tiền cho mình mà. Nhưng mà có một thời gian đó em đi làm á, thì công ty của em gọi là nó bị trục trặc á, nợ lương một tháng. Mà thời gian đó hai chồng chi nhiều quá, thâm thủng tùm lum á, cho nên em không muốn vợ em là cuối tháng mà nói em ơi anh có lương, cái bả lại đau đầu có suy nghĩ, bả bị dối loạn tiền đình nữa. Thì em giấu, em chơi bộ em về nó lén lén, em vô cái chỗ mà cất tiền tiết kiệm á, em rút ra, cái em chạy ngân hàng em chuyển vô tài khoản của em, cái nói, em anh có lương nè, đi rút em, đó, bả mới đi rút, xong rồi xuôi đi tự bả rút giờ bả nói anh ơi bởi vì mình tiết kiệm được nhiêu anh giờ đếm kiểm tra thôi. Linh tính đó chị, cái xong rồi cái em mới nói với ổng là anh ơi anh mình mở ra coi mình đếm thử mình được bao nhiêu mình đi mua vàng. Tại vì tính của em là mỗi lần mình để dành nhiều là em đi mua nhiều cây vàng. Vậy đó, cái đếm cái em thấy thiếu. Cái em nhìn ổng, cái em nói ủa tại sao thiếu kỳ vậy, anh nói cho em biết đi. Không mà anh mà nói thật là mệt với em á. Cái là ổng mới khai ra, cái mới nói là khai liền. Đúng rồi, khai thật cho tôi đó nha. Ông khai là ông mệt với tôi á. À, em nói gì đó, cái là ông sợ quá, ông khai đó luôn. Bỏ gì, ánh mắt cô này hiền lắm. Giờ hai chồng em mong muốn thay đổi điều gì sao? Em thì mong muốn vợ em là bớt nóng tính lại. Mà nóng lên rồi là không nghe nói gì hết á. Rồi thứ hai đó là bớt ghen linh tinh. Ghen linh tinh quá, nhiều khi em giải thích hoài em cũng mệt. Còn vợ thì sao? Em thì muốn chồng của em á là bớt ghen lại. Hứa người ta gì mình phải làm, chứ mình đừng có hẹn. Rồi phải thật với em nữa, không có được giấu em nữa. Tại vì em thích cái gì phải rõ ràng đàng hoàng, không có được giấu giếm. Chia sẻ về công việc đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Nói tóm lại là vợ em muốn em á là đổi họ, đừng lấy họ hứa nữa. Đó, bớt đam mê đi. Đó, cái đam mê game của em đó, sẽ chia với vợ công việc. Còn vợ thì bớt ghen lại, rồi nhưng bớt mà... nóng tính lại. Dạ. Ủa mà tụi em có con chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Dạ, đang thả. Đang thả. Bây giờ em chúc cho chúc họ... Không phải nói nghe. Chúc cho họ có con cái là họ hóa giải được hết mấy cái mà hết luôn. Mong muốn thay đổi. Trời ơi mấy con muốn thay đổi. Tại vì có con rồi sẽ chuyển cái đam mê qua đam mê con. Dạ. Đúng không? Tại vì có con rồi là mình phải nghe là chỉnh chu đâu đó rõ ràng. Nói là phải làm để con nó học tập theo mình. Đúng rồi. Đó. Nha. Chúc đi chứ nhá nha. Gì? Rồi, chúc cho hai vợ chồng em qua năm sau, năm Tuất nha, sẽ mau chóng có một cún con ra đời. Một con cún con rất là đáng yêu. Ha. Dễ thương, xinh đẹp như mẹ ha, cao ráo như ba. Cảm ơn. Cảm ơn Thuận. Rồi, chúng tôi em hạnh phúc nha. Dạ, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em cho con tên là Võ Văn Công, 26 tuổi. Hiện đang làm việc tại một công ty bia. Con đến từ Bình Dương. Bình Dương hả? Dạ. Cái nghề của con nó có liên quan gì tới màu hồng không con? Dạ, không liên quan lắm chú. Tại sao con mang cái đôi giày màu hồng vậy? Xong liên quan, sau khi uống bia rồi thì mặt trở thành màu hồng. Thì vậy đi, vậy đi con. Dạ. Thích cho chú vừa lòng con phải màu hồng phải không? Thấy màu hồng đúng là nãy giờ dòm phần dưới này không à? Ta MC là người ta phải nhìn ở đây chứ không có nhìn ở đây được. Không phải thích màu hồng lắm. Thì đó, thích. Không hiểu sao luôn á nghe. Rồi, bây giờ mời con. Dạ, em chào cô Hồng Vân, chào chú Huận ạ. Con là Nguyễn Hoài Thương, năm nay 26 tuổi, con đến từ Bình Dương. Con làm nhân viên văn phòng và làm bạch thêm, làm makeup. Makeup luôn. Dạ.
Sao hôm nay hai vợ chồng đồng tuổi không ha? Cặp nãy 24. Hôm nay 24. Cặp này 26. Dạ. Có nghĩa là chương trình của mình đó, có nghĩa là các bạn trẻ bây giờ yêu mến lắm đó, chị. Yêu mến rồi. Cho nên là coi như là bây giờ là các cặp vợ chồng trẻ hầu như là các cặp nào cũng muốn tham gia chương trình vợ chồng son này hết. Nha. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi. Đó, câu chuyện tình của hai con. Lần đầu tiên các con gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tụi con gặp nhau là sau một năm học chung thì mới gặp nhau. Học chung đó là cấp mấy? Dạ, học chung đại học năm nhất. Nhưng mà học chung lớp nhưng mà không có nhìn nhau giờ hết á. Dạ, không có ấn tượng gì hết. Tại vì các xa, ngồi xa không có gặp nhau. Thì nó cũng ấn tượng gì, thực sự cái đó là có. Nhưng mà rồi sau một năm rồi á thì bắt đầu tụi con mới nhận ra là mình cùng học chung một lớp. Dạ, có biết là học chung thôi nhưng mà không có nhìn nhau. Chỉ đó, chỉ nhìn được có một lần rồi thôi. Nhưng mà ý cô hỏi là sau một năm thì tụi con mới gọi là nhận ra nhau đó. Giống như là nói trong văn học á, là nhận ra đây là một nửa của mình đó. Thì lý do nào? Lý do nào tại sao mà sau một năm thì mới... Tại con là lúc ban đầu làm lớp trưởng của lớp đại học đó. Còn bạn này có một ấn tượng lớn là bạn ấy hay rất là cúp học. Con thì hay điểm danh. Điểm danh nên là cái bạn Hoài Thương này thì con cực kỳ ấn tượng là sao nghỉ học hoài. Nghỉ học hoài luôn thấy. Ủa em ơi sao em nghỉ học hoài với em? Dạ, tại tính con thì không có thích bị gò bó với lại ham chơi lắm. Nên là đi học thì không cúp học thì cũng đi trễ. Vậy hả? Là ngồi thì ngồi sau cùng không mà. Dạ. Rồi sau cái vụ mà bạn này nghỉ học rồi thì con tiếp tục là xử sự với bạn này như thế nào? Có nghĩa là con không ưa không á? Dạ không, con hết sức là bình thường. Chỉ để ý cái tên bạn này hay, tại vì con điểm danh đầu giờ mà cái lúc mà bạn ấy cái vô sau không, bạn ngồi phía dưới hay không thì con không có rõ mới lắm. Mới đầu là để ý cái tên là việc cấp học rồi. Đến bao giờ thì để ý đến con người? Đến một lần đi đi chơi với ngoại khóa với cả lớp. Thì lúc đó thì hai vợ chồng lại bốc thăm chung một nhóm với nhau. Và tình cờ hơn nữa là ngồi chung ghế với nhau trên xe luôn. Cái lúc đó thì ra ngoài Phan Thiết thì bạn ấy có chụp hình và có kêu con chụp hình. Kiểu như giống kiểu ông bị lần đầu được gái rủ chụp hình hay sao á. Cái thích đúng không? Ông ảo tưởng, ông tưởng chứ đâu là mình thích ổng hay gì. Không, chú nghĩ là vậy nè. Lúc mà hai đứa ngồi trên xe đó là cái khoảng cách nó rất là gần nhau. Dạ. Cho nên là con có dịp để mà con nhìn rõ cái dung nhan của bạn ấy. Sau một khoảng thời gian cô ấy cúp cua nhiều quá không có đúng rồi. Cho nên con nhận ra được cái khuôn mặt của cô này nó xinh đẹp. Cho nên là con đã có cảm tình với cô. Dạ hồi đó con xấu lắm. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái bạn nữ là bạn nói về bạn này bị ảo tưởng. Có nghĩa là tưởng là người ta rủ mình đi chụp hình, có nghĩa là người ta đã thích mình. Ở Phan Thiết đó thì khi mà người ta nghĩ là cái đối tượng này thích mình rồi là người ta cứ đeo đuổi cái ảo tưởng đó hoài. Để mà người ta đeo đuổi đó em. Thì thành ra là ông bà mình nói là đẹp trai không bằng trai mặt là hoàn toàn có lý do. Khi mà mình đã chủ động là mình phải, vì mình nghĩ người ta thương mình mà. Mình phải đeo đuổi đúng không? Thì của nước chảy đá mòn, con làm riết thì tự nhiên ta cũng gãy đổ thôi. Đúng không? Ta phải đổ ngã trước cái tình cảm của con đúng không? Nhưng mà cái lần chụp hình đó là con có tạo được một ấn tượng gì với cô gái này hay không? Dạ không, mà lúc đó con cũng không có nghĩ nhiều về cái tình cảm giữa hai đứa. Tại vì cứ nghĩ là mình chung nhóm mà mình chụp hình với nhau là bình thường thôi. Tại vì cái lúc mà đi về á thì ngồi kế bên thì bạn ngủ. Bạn ngủ và bạn giật dựa vô vai con trên cái quãng đường mà từ Phan Thiết về tới cái Bình Dương đó. Thường mà ngủ mà dựa vô vai như vậy gục như vậy đó là hay ướt cái áo lắm. Dạ không chứ. Biết ngay luôn. Bởi vì chú Thượng thở đó là cô biết chú Thượng đang tính hỏi cái gì rồi. Mặt kỳ lắm, mặt gian thần. Mặt gian thần. Hả, ngủ mà có cái tạo một cái điểm ấn tượng gì với con không? Dạ không. Lúc đó con thấy bạn đẹp không? Lúc đó ngắm bạn không? Quay qua nhìn nè. Dạ có con, tại vì bạn này cũng là theo con thấy là được nhất lớp nên là con có để ý bạn này. Có để ý đúng không? Với lại cái ấn tượng đặc biệt luôn là mình quá mỏi vai, mỏi lưng. Mình phải đưa cái vai cho bạn ấy vẫn phải ngủ. Phải chịu đựng đó. Dạ đúng rồi chú. 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ. Ngủ ngon không con? Dạ ngon. Ngon lắm luôn. Tại vì thơm. Người bạn này thơm. Mà con thích con trai có cơ bắp nhá. Cái tựa cho thấy nó chắc. Mê luôn. Mê luôn. Con mê luôn. Là ý là mê lúc đó là ngủ ngon thôi chứ phải mê không được đâu. Nhưng mà sau đó thì như thế nào? Sau cái chuyến đi trở về thì sao? Về thì cũng có nhắn tin. Ai chủ động nhắn?
Dạ, tại vì lúc đó là tụi con là phụ trách về trong nhóm là mua đồ và quản lý tiền á, cho nên là sau khi về thì tụi con phải nhắn tin qua lại để xử lý những cái vấn đề. Không, ngoài những cái công việc đó ra, có nhắn tin có cái gì đó nó có một chút xíu gì là nghe là tỏ tình hay không? Dạ không. À. Thì cứ nhắn tin như vậy một thời gian, cái sau có những lần đi chơi nữa. Là rủ đi chơi. Sau nhắn tin bao lâu thì rủ đi chơi lần đầu tiên? Dạ lúc đó vẫn đi chơi nhóm thôi. Không đi chơi riêng á, đi chơi riêng á. Hỏi đi chơi riêng hả? Chắc phải một hai tháng sau hả? Noel. Tới gần tới Noel mới bắt đầu đi chơi riêng. Là con chủ động coi như là con nhắn tin con rủ đi chơi riêng đúng không? Dạ đúng. Đi đâu? Đi cà phê. Dạ Noel thì đi cà phê, em đi dạo phố vòng vòng cái trên Hữu Nhân 1 nơi tụi con học. Rồi đi đến bao lâu thì con mới tỏ tình? Dạ tầm cũng 2 tháng, 3 tháng sau. Ủa, đâu? Đừng có mình tỏ tình trước Noel chứ. Mình quen nhau trước Noel chứ. Quen nhau trước Noel rồi tỏ tình trước hay là ngay đêm Noel hay là sau Noel? Dạ đúng rồi, trước cái Noel. Trước Noel là tỏ tình rồi. Là dạ, tỏ tình rồi. Dạ. Là xong rồi Noel mới đi chơi với nhau đúng dạ, không? Tỏ tình đâu? Đêm Noel đó có tỏ tình nữa không? Dạ không có tỏ tình nữa mà bắt hung. À, cái đó mới là cái mà nấc thứ nhì của tình yêu. Em hiểu không? Lần đầu tỏ tình say ke xong rồi bắt đầu về tỏ tình rồi đi chơi. Đêm Noel là đòi hung. Tình yêu tiến triển rất là hợp lý em. Đúng rồi. Ủa nhưng mà cái lần đầu tiên mà con tỏ tình đó là con tỏ tình ở đâu? Ở quán cà phê hay quán nhậu? Tại con tỏ tình ở nhà, cái phòng trọ của bạn này, bạn ở chung với một vài bạn nữa chung lớp. Cái lần đó thì lớp có tổ chức ăn uống rồi có uống một ít bia. Có men rồi đó. Vậy là mượn men để tỏ tình. Dạ. Mượn rượu tỏ tình đó chị. Đó. Cái lúc đó thì con xỉn rồi. Cái ra ngoài đứng lúc đó là đã hít rồi, đã hít nhau rồi. Nhưng mà không có nói hẳn thôi. Cái con xỉn con ra ngoài trước. Bạn ấy đứng đó. Cái con tỏ tình là con hít thương. Khoan, con bổ sung thêm giây phút này. Ổng vừa mới nói xong cái tự nhiên ổng kêu chị Huệ ra gặp luôn. Cái con dọn và ổng say á, cái ổng ra hết, ổng luôn. Dạ ổng vừa mới cầm hít thương cái ổng làm vậy lên lúc đó con chưa kịp suy nghĩ là ủa là sao là hít hay là không hít. Có nghĩa là vừa tỏ tình ta xong là ói liền. Giống như nhìn vô mặt cái mắt ói á. Dạ đúng rồi, kiểu như con nó mình bị tổn thương đó, trời đất, cái mặt. Ủa sao tự nhiên anh nhìn tôi anh nói vậy? Tổn thương đúng không con? Dạ đúng rồi. Bụt miệng nó xong rồi là ói liền. Mình vừa tức là tại sao ói mà mình phải dọn nữa. Mà nhiều nữa. Giống như nhậu mà quá trời. Mà sao bữa đó con quê không con? Dạ lúc đó xỉn quá. Có biết gì đâu quê đúng không? Nhớ. Nhưng mà sau đó tức là qua ngày hôm sau đó là con tới đó con nghe là cái mùi cái mùi hương đó, cái mùi hương ói đó. Con có mắc cỡ? Cực kỳ mắc cỡ. Lần đầu tiên mà tỏ tình mà bị ói, bị trục trặc đó. Dạ. Rồi sao con? Con á, thương á. Dạ. Rồi sau đó con thấy thương anh không? Dạ, lúc đó dọn thì mình lỡ dọn rồi thì nghĩ là thôi mình ngu mình dọn rồi thì mình phải làm khổ nó thôi chứ giờ sao? Khổ nó bằng cách nào? Dạ, từ hồi quen tới giờ nó khổ lắm. Dạ. Nhưng mà ngay hôm đó là con nghĩ là con phải làm khổ nó bằng cách là tao phải quen mày cho mày khổ đúng không? Dạ đúng rồi, cũng nghĩ kiểu nghĩ vậy á, trả thù vì ói. Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi đến đêm Noel cái bị nó hung. Dạ không, năn nỉ con hung mi. Năn nỉ sao đâu, kể chính xác đi. Dạ đúng. Cái câu chuyện đó làm sao nè? Dạ đi về trước cổng phòng trọ cái 12 giờ đêm mà. Cái lúc đó xui nữa là cái cổng phòng trọ bạn con nó khóa cửa nó ngủ. Mà nó gọi bao nhiêu đứa nó cũng không ra mở cửa hết trơn á. Cái là ổng phải phụ con leo cổng vô. Thì rồi xác định leo cổng là phải đụng chân, đụng tay, đụng mông rồi. Cái ổng kêu thôi về cái trước khi về cái hôn cái cái con kêu hôn đâu, kêu hôn má chuyện nhỏ, cái hôn luôn. Cái đó là lần đầu tiên hôn á. Trời ơi, hôn là hôn môi như thế nào vậy? Dạ trời, còn cái lần mà hôn môi á kinh khủng lắm. Lần hôn môi là lần nào? Hôn môi không nhớ nữa, nhưng mà hôn môi cái ổng hôn môi xong ổng giả nai, ổng về ổng nhắn tin ổng xin lỗi. Mà con thì trời ơi nai quá. Kiểu như chị thừa biết rồi em hả? Dạ không, lúc đó con tưởng thiệt. Tại vì lúc đó chưa thấy quen ai mà con nghĩ trời má ơi, hôn môi không có kinh nghiệm còn xin lỗi nữa. Dạ. Cái lần đó là hôn gài hôn sao? Dạ thì hôn vậy thôi chứ kiểu như nó giả nai chưa có kinh nghiệm gì mà. Đúng chưa? Mà sao con lại xin lỗi nó? Cái đó là cái chiêu của con thôi. Dạ. Vậy cái lần đấy thì cũng vô tình con sợ bạn ấy, bạn thấy con hôn vũng về. Dạ. Mà sợ bạn ấy có nghĩ tiêu cực về mình. Thôi về xin lỗi đi cho chắc. Xin lỗi. Dạ. Cho chắc ăn. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Mà thật ra là mình cũng có kinh nghiệm không mà đúng không? Dạ. Rồi sau đó tình yêu của mấy đứa, tình yêu thời sinh viên đẹp không? Cái dài bao nhiêu lâu? Dạ
tới bây giờ khi tụi con đã cưới nhau được 6 tháng rồi là khoảng 6 năm 4 tháng và 20 ngày. Wow, dạ. Có nghĩa là yêu nhau tới 6 năm, dạ. 4 tháng, 20 ngày. Dạ. Yêu là suôn sẻ không? Có gây lộn đập lộn, có chia tay chia chân chia giò gì không? Ổng thì ổng không dám đập con đâu, cũng dám đập đồ đâu. Tại đập con mà quen mà đập đồ là con bỏ à. Tại con sợ lắm. Còn có giận nhau, mà hình như là giận lâu nhất là 1 tháng thôi. Dạ. Thì sau khi tụi con đi Nhật về thì có khoảng thời gian mà tụi con phải phải lo cho công việc. Đi đâu? Đi đâu? Đi Nhật Bản. À là hai đứa điên lường. Hai đứa cùng đi làm mà nó. Dạ, dạ đúng rồi. Vợ con đi trước con khoảng 6 tháng. À. Dạ. Nhưng hai đứa cũng làm chung một nơi không? Dạ không, làm xa nhau. Dạ. Dạ. Ở bên Nhật mà làm mà hai chỗ nơi khác nhau cũng xa. Không nhưng mà đi xe lửa thôi đúng không? Dạ. Xe lửa đều dạ. cũng để gặp nhau thôi dạ, đúng không? Đúng nhưng mà các con đi qua bên đó là làm việc gì ở bên đó? Dạ con thì làm về công ty băng keo. À. Chồng con thì làm về nhôm cửa nhôm. Dạ. Nhưng mà ở bên đó bao lâu thì các con mới về? Con thì ở gần 2 năm. Chồng con thì hơn 1 năm. Nhưng mà lúc mà đang yêu nhau vậy xong rồi con đi Nhật á, lúc đó là lúc ấy con đau đớn không? Sợ không? Dạ tại vì nói sợ vợ giận chứ tại trước đây á lúc mà còn hồi cấp 3 thì cũng có thích một bạn. Bạn ấy về Bắc xong rồi cái mình không có muốn mà có một cái tình yêu mà nó xa cách như vậy. Yêu xa, con thích yêu xa. Dạ, cái lúc mà vợ đi Nhật rồi ấy, bằng mọi cách là con xin mẹ để mẹ chấp nhận cho để con đi Nhật. Đi theo. Tức là phải con sợ. Dạ. Phải đu theo liền đúng không? Bị ám ảnh đó. Nhưng mà lúc đó là khi mà ở bên Nhật là tụi con ở hai thành phố khác xa nhau. Dạ. Mà đi xe lửa thì mấy tiếng mới gặp được nhau? Con đi vừa đi tàu điện vừa đi xe buýt là khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng. 3 tiếng mấy 4 tiếng. Dạ. Vậy là một tuần gặp nhau được mấy lần? Dạ không, con thì đi sang khoảng 2 tuần con đi một lần. Là con sẽ canh thứ bảy chủ nhật hoặc là lúc đó con sẽ xin nghỉ phép đó, tại bên Nhật sẽ có nhiều nghỉ phép thì con sẽ đi thứ sáu thứ bảy chủ nhật. Là thì, để xuống gặp anh. Đi ban dạ, ngày. Để qua gặp anh. Dạ không, đi ban đêm, tức là buổi chiều thứ sáu là con đi làm về tới nhà là 6 giờ tối. Sau đó là con đã gom đồ sẵn từ đêm hôm trước rồi, cái con sẽ xách đồ con đi thật nhanh tại vì sợ trễ tàu á. Trễ tàu. Dạ, thì là con lên tới cái ga đó là 8 giờ thì 8 rưỡi con sẽ lên xe buýt đi qua bên đó là 12 giờ đêm. Dạ, thì chồng con sẽ đi xe đạp từ nhà ra tới ga để rước con. Đã nhắc đến cái chuyện mà đi Nhật đó thì đó chỉ là một trong những cái kỷ niệm mà hai vợ chồng con sẽ nhớ suốt suốt cuộc đời đúng không? Tại vì cái lúc mà khi mà vợ con qua là cái chuyến tàu cuối cùng rồi nó sẽ không còn nữa. Mà 12 giờ đêm á thì buổi tối bên Nhật nó rất là vắng, không có ai ngoài đường hết. Một mình con phải đạp xe đạp chạy trên cái đường cách đó cũng khoảng 20 phút từ cái ký túc xá con ở đến cái ga để rước vợ. Bữa nào mà không mưa hay là mát mẻ thì không sao, gặp bữa trời mùa đông á tuyết không có dạ tuyết thì nó rơi dày nè, phải bừa tiết mà đi, mà hai đứa đi dưới trời tuyết vậy nó đẹp được kể là thấy đẹp quá em. Dạ rất là đẹp. Lúc đó thì có thể là có những lúc mình cảm thấy hơi mệt nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại là nó quá đẹp luôn, quá là thơ mộng đúng không con? Rất là. Ông nói là tối thứ sáu là ông không bao giờ thấy mệt hết á, ông chỉ mệt ngày chủ nhật thôi. Chở em cỡ nào cũng không mệt đúng không? Mệt đó. Là phải chia tay về đó đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ý cô hỏi là con có lên chỗ bạn không hay là chỉ có bạn xuống chỗ con thôi? Đúng rồi. Chủ yếu là con lên. Dạ. Tại vì thứ nhất là con thì lúc đó cái vốn tiếng Nhật của con nhiều hơn. Là con quen với mấy bác người Nhật ở bên đó. Thì thường thường ra bên kia thì có hai bác người Nhật bên kia rất là thương. Thì là tụi con sẽ được có hai bác vui hơn với lại đi chơi á. Với lại các bạn, mấy anh ở bên chỗ chồng con cũng dễ thương lắm. Dạ, cho nên là tụi con sẽ thân ở phía bên đó hơn. Thì con sẽ qua nhiều. Mỗi lần mà gặp nhau á, là buổi khuya như vậy á, thì thấy là rất là hạnh phúc. Mặc dù nó có lạnh, nó có vắng cái nào cũng hạnh phúc. Nhưng mà cái lúc mà đưa vợ về á, dạ à nghe tới chuyện chủ nhật á buồn thế buồn thảm thiết đúng không? Nhưng mà thật sự phải nói là cảm ơn hai em á, kể một cái câu chuyện á, một cái tình yêu xứ người mặc dù nó có những cái gọi anh là vô khó phim khăn rồi đó. Như vậy nãy giờ là anh nói đã diễn quốc thuận là anh đã găm vô cái đầu mà không tóc của anh để anh làm phim rồi đó. Tôi biết ngay đúng không? Anh rất thích nghe những câu chuyện như vậy. Chị một à, chị hai, chị đi guốc trong lòng của em luôn. Lúc em nghe vậy đó nhưng mà cái đầu em bắt đầu em suy nghĩ đó, một cái đường rầy xe lửa không cần thiết ở Nhật, ở Việt Nam thôi. Đường rầy xe lửa sẽ là như thế nào? Focus chỗ nào ấy chỗ nào trời ơi dễ sợ hay quá đó. Nhưng mà vì lý do gì mà các em lại quay trở về Việt Nam và không đi làm bánh nữa? Ngay từ đầu thì con xác định là con muốn đi Nhật vì con muốn biết Nhật Bản như thế nào, tại vì con nghe nhiều anh chị đi thì con thích á.
thì con muốn đi để trải nghiệm thử. Thì sau khi mà đi một thời gian thì mình cũng trải nghiệm rồi, với lại cái khoảng thời gian mà tụi con xa nhau á, nó nhiều quá. Với lại lúc đó cũng xác định là khoảng thời gian bên Nhật thì nó bây giờ nó không còn giúp gì cho cái tương lai về sau nữa rồi. Thì con quyết định về nước. Xác định là về nước đúng không? Dạ. Không nơi nào bằng quê mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Và điều quan trọng là về đây không có dịch. Dạ đúng rồi. Bây giờ ba mẹ chồng con á nói về đây trước dịch đúng không? Dạ đúng rồi. May á là nếu không bây giờ là bị kẹt ở bên kia dính 2 năm luôn á. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Dạ bạn mẹ con bây giờ là chưa có về được. Và chú chỉ hỏi vợ. Ba mẹ của con là ở bên kia? Dạ không, ba mẹ con ở đây. Ý là vợ nói là không về là không về luôn. Không về là sẽ là không bị về được đấy luôn á. Chú là chỉ hỏi vợ con thôi chứ không hỏi con. Vì chú biết là vợ con về là con cũng phải cuốn gói con về theo. Đúng không chị? Rồi, bây giờ nè, từ lúc mà ở bên Nhật về là bao lâu rồi? Dạ con về là tháng 7 năm ngoái. À là cứ tháng 7 năm ngoái đúng không ta? Ủa đâu? Năm trước ta, năm trước. Năm trước nữa. Dạ, một trước năm dịch ấy. Mà đúng dạ, không? Đó. Về là cưới liền luôn hay sao? Dạ chưa. Về thì ba mẹ bên chồng cũng hối, cũng muốn cưới luôn. Nhưng mà hồi sau thì lại suy nghĩ lại thì từ từ cái tụi con quyết định là đi làm rồi trải nghiệm một thời gian. Rồi xong chuẩn bị tới là tính là sang năm nay cưới thì dịch. Qua Tết dạ không? Không phải dịch mà là chia tay á. Cãi nhau chia tay. Ủa, sao vậy? Lý do gì? Kỳ vậy? Dạ tại có cái khoảng thời gian chia tay là tại vì hai đứa bệnh lo cho kiểu nhiều thứ quá. Cái thành ra con thấy ông này không quan tâm gì con hết trơn. Mà trong khi con về đi làm thì thấy cũng nhiều anh tia. Mà ổng thì lại không quan tâm. Cái tự nhiên mình đặt chánh hỏi giả thấy kỳ kỳ. Tại vì trong khoảng thời gian mà bên Nhật mấy hai năm thì không có cãi nhau lần nào. Dạ. Trong cái khó khăn này không có cãi nhau. Dạ đúng rồi. Mà về lại gần nhau. Làm như gần quá cái nó gây cũng như là nó phải kiếm chuyện để gây lộn. Dạ sao? Đúng. Là sau đó thì quá giải được đúng không? Là tại vì dạ, con có giải thích không? Vì người ta phải lo tiền, người ta dạ, cứ vợ. Dạ lúc đó không phải là con không quan tâm vợ mà tại vì cái áp lực từ công việc mọi thứ nó đến với mình. Nên là mình không còn được như cái lúc hồi bên Nhật. Ở Nhật là chỉ có đi làm về rồi xong rồi enjoy rồi nhớ vợ, nhắn tin rồi. Còn bây giờ là làm ở đây rồi còn phải tìm nhiều cách khác để làm nữa. Để kiếm tiền rồi mua nhà, mua cửa chứ. Đúng không con? Tương lai nó xa hơn đó. Đó, nhưng mà cuối cùng thì các con cũng bước qua được cái việc đó để mà bây giờ làm vợ làm chồng. Dạ. Rồi thôi mình kết thúc lại cái trang lãng mạn đi. Trang kết thúc đi chị ạ. Tới cái trang này nó chuyển là qua cái trang gọi là thực tế phủ phàng. Thực tế phủ phàng. Ủa nhưng mà các con là cưới nhau bao lâu rồi? 6 tháng luôn. 6 tháng. Dạ. Nhưng mà biết nhau 6 năm rồi. Cho nên chắc chắn là cũng sẽ phải lòi ra một số tật xấu nhưng mà lòi ra ào ào đúng không? Đó. Đâu nè coi có tật xấu gì không kể cho con kể trước đó. Dạ vợ con thì lật xấu thì cũng ít nhưng mà chủ yếu là rất là bề bộn với tại tính con gái mà về mỗi khi đi làm về mệt với lại bây giờ cũng đang có em bé nên là mệt rồi cứ văng chỗ này một cái chỗ kia một cái. Dạ mấy tháng rồi? Dạ 4 tháng. Trời ơi chúc mừng như vậy là coi như không cho là tật xấu. Không là tật xấu luôn. Không phải, giờ ta lo cái này thay đổi nữa. Ta mệt, nội tiết tố, ta thay đổi, ta mệt. Thôi ủng hộ. Dạ, từ trước đó cũng có, nhưng mà bây giờ thì nhiều hơn. À, đang kể tật xấu trước đó. Dạ. Nó dựng cái chạy cái cối. Thôi, vẫn chấp nhận cái chuyện. Thôi, vẫn rồi, bừa bộn đi. Rồi, tật xấu bừa bộn. Rồi, sao nữa nè? Cứ nấu ăn thì con cứ phải ngoài sau, rồi nấu trước con ngoài sau, dọn tiếp sau. À, đó, đó là bừa bộn đó. Rồi, sao nữa nè? Còn gì nữa không nè? Hay khó chịu thôi. Khó chịu là tại nội tiết tố. Dạ đúng rồi. Nhưng mà trước đó có khó chịu không? Dạ có. Khó chịu là bản chất rồi. Dạ. Nhưng mà khó chịu ở những ngày khó ở thôi chứ. Nhưng mà khó chịu nhưng mà có hành hạ em không? Nghĩa là có hay la em không? Có hay cằn nhằn em không? Dạ có. Cái gì mà không vừa mắt là đó. Cằn nhằn, cằn nhằn con liên tục luôn. Rồi. Rồi còn gì nữa? Ghen tuông đồ, bậy bạ đồ. Dạ ghen tuông thì con nghĩ là chắc không có bậy bạ tại vì cái tính bạn em ấy vậy. Chứ là ghen đàng hoàng chứ không phải ghen bậy bạ đúng không? Như là con có cái để cho người ta ghen đúng không? Dạ không. Ghen bậy bạ là khi nào mà con không có cái gì hết trơn á mà nó cứ ghen, cái đó là kêu bằng ghen bậy bạ. Ghen bóng ghen gió. Còn nếu mà ghen là tại vì con có cái gì cho vợ con mới ghen. Đấy, phải có một cái gì đó thì rõ như là xác định rõ này. Hả? Vì xác định rõ này ghen bậy bạ hay là ghen đàng hoàng? Đó. Ghen bậy bạ. Chắc ghen tại vì á cái bạn ấy có một cái danh sách đen của bạn ấy. Chỉ cần mà mấy người mà trong cái danh sách đen mà like Facebook hay là bình luận hay gì con là kiếm chuyện với con cái này. Đó là ghen bậy bạ. Dạ. Nha, con phải xác định vô cái đó là ghen bậy bạ. Rớt vô những ngày thưởng vô phạt. Ghen cái đó là không có được. Thôi dĩ lóc Facebook luôn đi. Cái đó là rớt vô những ngày khó ở mới vậy, nhưng ngày bình thường rồi
Bình con thường cũng sao? Vậy luôn. Ngày bình thường họ con không sao. Dạ. À rồi bây giờ còn gì nữa không? Dạ con thấy hết rồi phải không? Hết. Rồi tới con đó. Dạ. Không có đặc xấu gì không? Tại vì cũng quen lâu rồi á, nên là trong cái khoảng thời gian 6 năm nó sẽ từ từ khi mà mình thấy nó đột ngột quá cái tự nhiên mình quen một khoảng thời gian sau mình quen á, thì tới bây giờ lúc mà cưới về thì chị thấy có cái tật xấu là nóng tính đó. Kiểu như là con mà nói chuyện bình thường hoặc ngọt đó thì ông sẽ không bao giờ nổi nóng với con, nhưng mà con mà nổi nóng là gặp những ngày ông khó chịu là ông sẽ nổi nóng lại, còn những ngày bình thường khoan rồi chưa? Ok, tiếp tục. Rồi những ngày mà rồi con nổi nóng lại thì sao? Dạ là hai đứa cãi nhau. Có nhiều bữa cãi nhau to luôn đó, là cãi qua cãi lại nhưng mà không, hai đứa là cãi khoan nhau. Khoan con. Chỉnh lại đi. Rồi được chưa? Bẹp 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 bẹp. Chưa, tới cái đèn nó còn chút là về với Bình Dương hả? Dạ, chứ chắc vì chồng con có ghé qua nhà chú một tí thì chú con về. Biết trai gái chưa? Dạ chưa, mới bắt đầu tháng thứ tư. Dạ. Con bị nghén không? Nghén quá trời nghén. Hôm bữa con nghén nhiều quá, ông tức á, ông chửi con luôn. Ê, chú kể. Trời ơi, anh đây nè, anh kể cho em nghe nha. Chú chứ, vợ chú xưa có bầu, khuya 12 giờ mấy 1 giờ nó nói anh ơi em thèm hamburger quá. Xong cái nó thôi em gì không biết nữa, mai ăn đi. Bà giận chú tới tần luôn. Giận tới tần luôn á. Ngán ướng lắm con ơi. Dạ. Thực sự con biết hồi đó cô ba đứa con, đứa nào cô ngán 3 tháng cô mới hết. Mà cô ăn ở trong giấc mơ không á. Thức dậy là cô không ăn được một cái gì, vì ăn là ói. Mà không thì nó đâu có đủ sức đâu con. Dạ. Thành ra cứ trong giấc mơ là mình ngủ mình được ăn nha, mình được ăn xong thức dậy một cái là mình phải đi kêu đi mua cái món đó liền, mà cái món đó về tới một cái là nhìn là ói liền. Sợ lắm đó cô, ba đứa là cô đều phải uống sâm hết cô mới tồn tại được đó. Thì cô không có sức luôn á. Dạ. Nghén mặn vậy luôn á cô. Ừ, uống nước cũng ói, cái gì cũng ói chứ, sợ lắm. Nhưng mà ngộ lắm, đúng cái ngày cuối cùng của tháng thứ ba là hết. Dạ. Là ăn uống ngon lành thoải mái. Biết tại sao vậy? Vậy cũng nhanh, tại có 3 tháng. Ba con, tháng con tới giờ vẫn chưa muốn ăn. Vậy hả? Dạ. Nó ngộ á, ói miệng nó lúc nào cũng lặt nhách lặt nhách. Dạ, kỳ cục lắm con. Mà ăn ô mai thì lại đau tử. Đó, cô đó là cô không sợ nuôi con mà cô sợ mang bầu. Dạ. Mà sợ mang bầu chỉ 3 tháng đầu tiên. Sao vậy, nó bị cái gì vậy ta? Còn một nửa bước chân nữa là tụi mình đã bước qua được cái truông này rồi. Chú ăn cơm quá. Ừ, ăn đi. Còn rung không? Bữa cô xuống Bình Dương cô quay á, cái thành phố mới gì mà nó đẹp mà không ai ở chứ mà sao nó trống quơ trống quát vậy. Tại đó giờ nó còn vắng á. Dạ. Bây giờ nó xa Bình Dương đang bị nhiều cái dự án đó. Mà xây dạ dựng hạ tầng đẹp ghê rồi mà dạ không nhiều lắm. Như ở dưới Long An một Âu Long An có một cái dự án mà trời ơi không có 2-3 căn ở. Trân ơi, có nước cho cô miếng coi. Nó vô ở trong ai cũng chết luôn. Dạ. Con nước đá chưa? Tại vì cái khu thành phố mới nó cách xa với Thủ Dầu Một. Tại vì trước giờ lấy cái ly nhựa của con đang kích cầu á, đang kích cầu. Nói cách ngoài xa, cái đó là khả thi nhất, còn cái gì nữa đâu. Ít lên tụi lên con là khám bác sĩ. Dạ, con khám ở Đồng Nai. Đồng Nai à? Dạ. Có chạy lên ngã ba Thủ Đức không? Ngã ba Thủ Đức dạ không ạ. Có dạ bác sĩ bác sĩ Điền nổi tiếng lắm. Bác sĩ Điền ạ? Giỏi, nổi tiếng lắm luôn, giỏi cực kỳ luôn. Dạ. Đang là bác sĩ hot ở Từ Vũ. Dạ. Dạ. Em có quen ai ở Bệnh viện Hạnh Phúc không? Quốc lộ 13 đó. Không. Dạ. Sao vậy? Thì không cho chị quen chứ. Thì bố mẹ lớn rồi á, nhà ở gần đó mình phải tính. Dạ. Quen cái bệnh viện liền, ví dụ vậy. Dạ. Có, hay là bệnh viện Thủ Đức. Để em hỏi cho. Bệnh viện Thủ Đức cũng được nha. Dạ. Thủ Đức còn sướng hơn, nó gần hơn. Dạ. Chị dễ hơn em. Chị mà bước vô một cái là thiệt. Không phải, nhưng mà chị sợ những lúc đi quay về làm sao. Em hiểu không? Dạ. Thì ngay cấp kỳ là mình phải điện thoại liền trước. Chị biết không, em ở nhà đó nghe, là em chọn ngay quận 10 đã an sinh xã hội. Thì đó, bởi vậy Nhi Đồng nè, một năm nè, Chợ Rẫy nè.
Bây giờ em ấy em hỏi giùm chị cái Thủ Đức. Bệnh viện Hạnh Phúc, Thủ Đức á. Hạnh Phúc với lại Thủ Đức hai cái. Thủ Đức rồi. Nên, ok. Nằm thì sẽ nằm ở Hạnh Phúc. Tại vì cái chỗ đó nó quá sợ. Ừ. Nhưng mà cấp cứu là phải bệnh viện Thủ Đức. Ông bà lớn tuổi rồi. Ừ, ông bà lớn tuổi rồi. Mệt cái đẩy đi liền, đẩy đi. Hỏi giùm chị nha. Dạ, giờ chị em hỏi cho. Ừ. Bác sĩ Điền giỏi lắm á. Dạ. Ở đó là một ngày là nó khám khoảng chừng gần 400 bà bầu. Mà cái phòng khám á. Dạ. Dạ. Ăn cơm luôn đi em ơi. Đúng rồi. Ừ. Cho đúng cơm. Rồi con. Trời. Ừ. Con nói hả? Với mẹ bầu á. Nói cố gắng ăn cơm đi. Nói với họ. Tới giờ ăn cơm đi. Ừ. Chứ đừng nói. Điện thoại đây con. Chú hả? Chú cuộc đời của chú là chỉ có trà đá và cà phê thôi. Đừng hỏi nữa nha. Chú dẫn tương trình 8 năm rồi. Không chưa rồi. Chú có uống cái gì đâu khác ngoài cà phê không? Ủa nãy rồi. Tới đâu rồi? À, con chú sao hỏi lại con nghe. Nói rằng về chồng á. Thì con nói là cái vụ lúc con có bầu á, dạ. Con ngán quá mà ông gây lộn với con luôn á. Dạ. Rồi chưa? Dạ rồi. Rồi để cho chú mò cho con. À, thí dụ như bây giờ là con đang có em bé đi. Dạ. Thì ảnh có bao giờ mà ảnh làm con bực bội không? Có nghĩa ảnh có bao giờ ảnh vô tâm không? Dạ vô tâm thì không. Ổng rất là cưng từ hồi cưới, từ hồi quen luôn á. Nhưng mà có lần ổng về ổng la con là tại vì con đi làm về cái con mệt con nằm á, xong rồi con ói, con mệt. Cái con nằm con không phụ nó, không làm gì hết trơn á, xong ổng kêu là bữa đó không biết ổng bị gì á, xong ổng khó chịu. Cái ổng kêu là sao mà nghét gì mà nằm mệt rồi như thế này thế kia, phải dậy để cho con nó khỏe chứ không có nằm được vậy. Cái ông la, cái con lúc đó con đang bực nữa, con mệt quá, cái con la lại, hai đứa cãi qua cãi lại xong giận nhau tới sáng. Là cái kỳ đó là cãi nhau rồi cũng lớn lao là cái kỳ đó đó phải không? Dạ, cái đó là chỉ là hơi lớn thôi, tại vì con thấy là ông không có hiểu cảm giác nghén của mình. Dạ. Sao kỳ vậy, người đàn ông không ăn bầu? Cái đó là tại không phải vì con không có muốn phải vợ thế này kia, tại vì cái lúc đó là mình không hiểu tại sao vợ mình cứ bị như hoại vài mà mình không làm gì được mình hết cho vợ. Sốc ruột quá đúng dạ. Không con? Sốc ruột quá. Vợ con là từ hồi mà có bầu, phát hiện có bầu á, rồi lúc sau này gì con cũng làm hết á, kiểu gì cũng làm hết. Mà cứ trải qua cái việc mà chứng kiến mỗi ngày thấy vợ cứ mệt rồi ăn không được, cái ấy này kia, vật vờ, mình rất là khó chịu trong khi mình không biết để làm như thế nào để cho hết. Hết đó, đúng dạ. Nhưng mà không biết cách nói cho nên cuối cùng là dạ, đúng. Trở nên cái gì là gây ra chuyện đó. Dạ. Không mà thật ra đó là đứa con mà con đầu á thì nhiều khi nó sẽ có chuyện nó xảy ra, mà là con thứ hai á chắc không có đâu. Tại hiểu tâm lý rồi. Dạ. Tại thật ra là vợ anh đứa đầu tiên anh cũng có những cái mà anh rất là vô tâm. Lúc anh lúc cái chú mà không nội. À quên lộn. Đó. Có nhiều là chú hồi xưa cũng bị tình trạng y chang vậy đó. Dạ. À, nhiều khi mình cũng sót vợ mình nhưng mà mình không biết cách nói á, mình không biết cách chia sẻ đó, cho nên là vợ giận rất là nhiều. Dạ. Đó. Nhưng mà thôi bây giờ trong lúc này là phải tâm lý nha. Đúng dạ. Rồi. Phải biết vợ mình lúc này là phải nhường bà đi. Ừ. À, dạ. Nghe con. Ừ. Rồi sao chồng nữa con, nè. Chồng con có lãng mạn không? Dạ lãng mạn chắc không có điểm nào luôn á, không có 10 điểm chắc không điểm. Trước giờ có ai tặng quà, tặng hoa và nói những lời yêu thương với con không? Dạ nói yêu thương thì dạo này cũng bắt đầu có rồi. À. Tại vì tập nói cho con á nên là nói luôn cho vợ. À. Dạ. Rồi vậy tập luôn đi con. Tập bắt đầu nói lời yêu thương rồi, dạ. Bây giờ tập bắt đầu mua đồ. Mua đồ tặng rồi đó. Dạ. Đó. Đó, đi làm bộ mượn mây đẩy trăng á. À. Con ơi, con nói cho ba nghe coi mẹ con thích cái gì nè. Đó, thấy chưa? Cái bên kia giả bộ thay lời con nói á. Nói đi tên, mẹ thích cái hộp nè. Xoàn 8 ly nè. Tự vậy không? À, rồi bây giờ nè. Dạ. Mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Dạ, con chỉ có một mong muốn là chồng con có những ngày mà chồng con mệt hay là gì chồng con nói để con lúc đó con không phải bị khùng khùng lên con chửi sản á. Dạ. Tức là con sẽ canh những lúc mà chồng con bình thường để con chửi. Con lựa lời á, lựa lời nói để cho cái gì cho vừa lòng nhau á, lời nó không mất tiền mua đó. Đúng rồi. Ừ. Tại vì dần dần khi mà quen được 6 năm thì con hiểu được là lúc nào cũng nóng, lúc nào cũng không nóng, lúc nào mình la ổng là ổng nghe. Nên là bây giờ sau khi cưới thì mới cãi nhau có lần, còn lại là bình thường vui vẻ. Rồi còn con mong muốn vợ thay đổi gì? Dạ thì con cũng mong muốn vợ thay đổi là bớt bừa bộn lại thôi. Vậy thôi hả con? Dạ. Cái mong muốn của chồng con là chính xác. Dạ. Tại vì á, sau này á, mình sẽ có con. Mà con biết không, khi mà mình có con á, cái đầu của mình nó giống như cái máy vi tính vậy đó con.
đó, bắt đầu là mấy giờ đầu tiên á, chăm con á, giờ mình phải làm cái gì đầu tiên nè, trong lúc làm này á, thì cái gì phải tiếp theo nè, là nó giống như là bộ máy vi tính vậy đó. Và phải cực kỳ gọn gàng, tại vì con biết sao, đồ em bé hoặc đồ mình để đâu á, mình chỉ cần giói tay ra là mình lấy được cái điều mình đó. Mong muốn liền. Cái đó là cái rất quan trọng, ví dụ như là sữa sùng rồi luộc bình ở đâu, bình sau khi con bú rồi á, làm sao rồi hơ hấp chỗ nào, nói chung là con phải tập cái đó. Thì con nó sẽ hưởng được hết những cái gì mà gọi là sung sướng nhất. Dạ, là như vậy. Dạ, con nhớ. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn hai con.